Chào mừng quý vị trở lại với chương trình. Tôi là Lê Minh. Thưa quý vị, căng thẳng toàn cầu đạt đến đỉnh điểm khi Ukraine lần đầu tiên sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS do Mỹ cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Đây là một bước ngoặt chiến lược đánh dấu sự thay đổi chính sách lớn của chính quyền Biden. Trước đây, Mỹ chủ yếu cung cấp vũ khí phòng thủ để tránh leo thang xung đột. Nhưng lần này thì ông Biden đã quyết định đưa cuộc chiến đến ngưỡng cửa Nga. Tuy nhiên, động thái này không chỉ nhằm vào Moscow, mà còn nhằm đẩy chính quyền Đảng Cộng Hòa của ông Donald Trump tương lai vào thế khó. Biden, với nước cờ táo bạo này, dường như muốn khóa chặt Trump trong một cuộc xung đột mà ông khó lòng rút lui. Trong bối cảnh Trump luôn kêu gọi giảm thiểu can thiệp quân sự và tìm kiếm đàm phán với Nga, thì việc Biden bật đèn xanh cho một cuộc tấn công trực tiếp vào Nga sẽ đặt Trump vào tình thế đâm lao phải theo lao khi ông lên cầm quyền vào hôm 20 tháng 1 tới đây. Đảng Dân Chủ đang đặt cược lớn, nhưng đây có thể là canh bạc nguy hiểm. Hành động này không chỉ làm tăng nguy cơ chiến tranh hạt nhân mà còn khoét sâu thêm sự chia rẽ trong nội bộ nước Mỹ. Trong khi Trump lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ chính sách của Biden, thì Nga đã phản ứng bằng cách phê duyệt học thuyết hạt nhân mới, mở rộng ngưỡng sử dụng vũ khí hủy diệt. Một sai lầm nhỏ cũng có thể đẩy thế giới vào vòng xoáy chiến tranh toàn cầu. Hãy xem hết video hôm nay để có được cái nhìn toàn cảnh về sự kiện nóng bỏng này. Tên lửa Mỹ tấn công Nga bất chấp lời cảnh báo của Tổng thống Nga. Bộ Quốc phòng Nga sáng ngày 20 tháng 11 thông báo Ukraine đã tấn công khu vực Bryansk bằng 6 tên lửa đạn đạo ATACMS, 5 tên lửa bị đánh chặn, 1 tên lửa bị hư hại. Các mảnh vỡ rơi xuống một cơ sở quân sự gây ra hỏa hoạn, không có thương vong hoặc thiệt hại nghiêm trọng. Đây là bản đồ hiển thị tầm bắn của tên lửa phương Tây cung cấp cho Ukraine. Reuters cũng xác nhận thông tin này hôm 19 tháng 11. Họ dẫn nguồn từ Kyiv cho biết Ukraine đã tấn công một kho vũ khí của Nga gần thị trấn Karachev thuộc vùng Bryansk, cách Ukraine hơn 110 km. Đến thời điểm hiện tại, không có xác nhận chính thức từ phía Ukraine về loại vũ khí được sử dụng. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Zelensky đã lên tiếng đe dọa Nga sau vụ phóng tên lửa tầm xa do Hoa Kỳ sản xuất nhắm vào lãnh thổ Nga. Ông nói, chúng ta hiện có tên lửa tầm xa Neptune và bây giờ chúng ta có ATACMS. Chúng ta sẽ sử dụng tất cả những thứ này. Truyền thông Ukraine đưa tin tên lửa ATACMS tầm xa của Hoa Kỳ đã được sử dụng để thực hiện vụ tấn công của Nga. Các kênh truyền thông lớn của phương Tây cũng đồng loạt đăng tải thông tin về việc Ukraine đã tấn công kho vũ khí của Nga bằng tên lửa ATACMS do Hoa Kỳ sản xuất. Sau khi Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phê chuẩn học thuyết hạt nhân mới của Nga. Học thuyết này nêu rõ rằng hành động xâm lược từ một quốc gia phi hạt nhân với sự hỗ trợ của một quốc gia hạt nhân sẽ được coi là một cuộc tấn công chung vào Nga. Tài liệu mới xác định rõ các tình huống mà Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân, bao gồm: một là phản ứng trước các cuộc tấn công hạt nhân. Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân nếu bị tấn công bằng vũ khí hạt nhân hoặc các vũ khí hủy diệt hàng loạt khác. Hai là để đáp trả các cuộc tấn công bằng vũ khí thông thường. Trong trường hợp Nga hoặc đồng minh như là Belarus chẳng hạn bị tấn công bằng vũ khí thông thường nhưng đe dọa nghiêm trọng đến chủ quyền và sự tồn vong quốc gia thì Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân. Và ba là tấn công vào cơ sở hạ tầng quan trọng. Nếu các cơ sở quân sự hoặc hạ tầng quan trọng của Nga bị tấn công làm suy giảm khả năng phản công hạt nhân thì Nga có thể đáp trả bằng vũ khí hạt nhân của mình. Như vậy là học thuyết mới của Nga liên quan đến vũ khí hạt nhân đã mở rộng phạm vi răn đe hạt nhân, bao gồm cả các quốc gia không sở hữu vũ khí hạt nhân nhưng nhận được sự hỗ trợ quân sự từ các cường quốc hạt nhân. Điều này nhằm đáp trả lại việc phương Tây đã cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine, cho phép nước này tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Ngoài ra, học thuyết mới cũng đề cập đến khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp nhận được thông tin đáng tin cậy về một cuộc tấn công quy mô lớn bằng vũ khí thông thường, bao gồm cả máy bay chiến lược, tên lửa hành trình và máy bay không người lái nhằm vào Nga hoặc đồng minh Belarus. Việc phê chuẩn tài liệu này là bước tiếp theo sau khi mà Tổng thống Putin ra lệnh sửa đổi học thuyết hạt nhân vào tháng 5 năm nay. Các quan chức cấp cao của Nga cũng đã thảo luận về những thay đổi tiềm tàng đối với học thuyết trong những tháng gần đây. Việc cập nhật học thuyết hạt nhân của Nga nhằm phản ánh các mối đe dọa quân sự hiện đại và tăng cường khả năng răn đe. Tuy nhiên, điều này cũng có thể làm gia tăng căng thẳng với phương Tây và các quốc gia láng giềng, đặc biệt trong bối cảnh xung đột Ukraine và sự hiện diện quân sự của NATO gần biên giới Nga.
Việc mở rộng các điều kiện sử dụng vũ khí hạt nhân có thể được coi là tín hiệu cảnh báo đối với các quốc gia có ý định thách thức lợi ích của Nga. Rà soát lại kho vũ khí hạt nhân mạnh nhất của Nga, sẽ thấy có những loại tên lửa hạt nhân như sau. RS-24 Yars là tên lửa đạn đạo liên lục địa, viết tắt là ICBM, cơ động trên đường hoặc trên silo. Mỗi tên lửa mang tới 3 đầu đạn, có sức công phá 200 kiloton. Nga có khoảng 772 đầu đạn cho những tên lửa này, đảm bảo khả năng phản công nhanh và hiệu quả ngay cả khi lãnh thổ Nga bị tấn công. Topol-M, một tên lửa cơ động trên đường hoặc trên silo khác, mang một đầu đạn 800 kiloton. Nga có 78 đầu đạn trong kho vũ khí của mình. Nó được thiết kế để xuyên thủng các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại, tăng cường khả năng phản công. R-36M2, RS-20B, Voevoda. Đây là loại ICBM trên mặt đất có đương lượng nổ từ 550 đến 750 kiloton, mang tới 10 đầu đạn hoặc mồi bẫy. Nga có 46 tên lửa Voevoda với khoảng 340 đầu đạn. RS-28 Sarmat, ICBM mới có khả năng mang tới 16 đầu đạn. Mỗi đầu đạn có sức công phá 750 kiloton. Dự kiến sẽ có tổng cộng 46 tên lửa Sarmat với lần triển khai đầu tiên vào năm 2023. Nó có khả năng bay qua Nam Cực hoặc các đường bay không thông thường, tránh được hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ và NATO. Đây là tên lửa mạnh nhất của Nga, đóng vai trò then chốt trong chiến lược đòn trả đũa hủy diệt. Avangard, tên lửa lướt siêu thanh được phóng từ ICBM Voevoda hoặc Sarmat, được thiết kế để tránh các hệ thống phòng thủ tên lửa. Đầu đạn lướt siêu thanh có thể đạt tốc độ Mach 20, tức là gấp 20 lần tốc độ âm thanh, khả năng xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa tốt nhất hiện nay. Sức công phá của nó ước tính từ 800 kiloton đến 2 megaton. Nga hiện có 7 hệ thống Avangard. Tên lửa hạt nhân trên biển này là vũ khí chiến lược thế hệ mới, giúp Nga duy trì vị trí vượt trội trong công nghệ hạt nhân. RSM-56 Bulava. Tên lửa phóng từ tàu ngầm này là xương sống của thành phần hải quân trong bộ ba hạt nhân của Nga. Mỗi tên lửa mang theo 6 đến 10 đầu đạn, có sức công phá 100 đến 150 kiloton, tổng cộng 576 đầu đạn. Tàu ngầm được trang bị Bulava tuần tra biển Bắc, Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, chờ đợi một cuộc phản công. Nó có thể tạo nên khả năng tấn công thứ hai để trả đũa trong trường hợp lãnh thổ Nga bị tấn công trước. R-29 RMU-2 Sineva. R-29 RMU-2 Layer. Tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm SLBM có thể mang từ 4 đến 10 đầu đạn hạt nhân. Mỗi đầu đạn có sức công phá từ 100 đến 500 kiloton. Tổng kho vũ khí bao gồm khoảng 320 đầu đạn. Nó có khả năng tấn công linh hoạt và đa dạng nhiều mục tiêu. Loại này cũng dùng để hỗ trợ Bulava, tăng cường khả năng trả đũa từ biển, đặc biệt trong trường hợp Nga mất khả năng tấn công từ đất liền. Như vậy, có thể thấy khả năng bảo vệ an ninh quốc gia của Nga dựa trên bộ ba hạt nhân chiến lược bao gồm tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM, tên lửa phóng từ tàu ngầm SLBM và máy bay ném bom chiến lược. Mỗi thành phần trong bộ ba hạt nhân đều đóng vai trò không thể thiếu, đảm bảo khả năng tấn công hủy diệt trong mọi tình huống, ngay cả khi một phần hệ thống bị vô hiệu hóa. Ngoài ra, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm năm 2023, Nga sở hữu 5.977 đầu đạn hạt nhân, trong đó 1.500 đầu đạn đang ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Rõ ràng là không thể xem nhẹ cảnh báo từ phía Nga khi căng thẳng leo thang đến mức đe dọa là sẽ xảy ra một cuộc chiến tranh hạt nhân. Mặc dù việc sở hữu vũ khí chiến lược là quyền của mỗi quốc gia nhằm tự vệ, nhưng trách nhiệm của quốc gia đó trước những hành động khiêu khích từ bên ngoài sẽ quyết định họ có thể trở thành mối đe dọa toàn cầu hay không. Vấn đề hạt nhân không phải là trò đùa. Bất kỳ sự manh động hay quyết định thiếu cân nhắc nào từ một bên cũng có thể đẩy thế giới vào thảm họa. Đây sẽ là hành động vô trách nhiệm của các nhà lãnh đạo. Vâng, thưa quý vị, hôm nay chúng tôi đã nhận được thông tin cho thấy Nga đang bắt đầu xây dựng các hầm trú ẩn chống hạt nhân. Cùng với đó, nước này đã khởi động sản xuất hàng loạt hầm trú bom di động KUBM được thiết kế để bảo vệ chống lại sóng xung kích hạt nhân, bức xạ và các mối đe dọa thông thường trong tối đa 48 giờ. Mỗi hầm trú ẩn có sức chứa 54 người, được thiết kế giống như các container vận chuyển nhưng được gia cố đặc biệt nhằm đảm bảo an toàn cho dân thường trong bối cảnh mà căng thẳng đang leo thang. Động thái này đã xuất hiện đồng thời với việc Nga sửa đổi học thuyết hạt nhân, hạ thấp ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân. Theo chính sách mới, Moscow có thể đáp trả lại bằng vũ khí hạt nhân với các cuộc tấn công thông thường, đe dọa chủ quyền, đặc biệt là khi các cuộc tấn công này được hậu thuẫn bởi các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Và xin nhấn mạnh rằng, quyết định trên được đưa ra sau khi mà Hoa Kỳ bật đèn xanh cho Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa, mở ra khả năng tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga.
Đây là một bước đi nhằm gia tăng nguy cơ leo thang xung đột, cũng như là đẩy khu vực và toàn cầu vào một tình thế nguy hiểm chưa từng có. Một chi tiết đáng chú ý là những lời nhắn gửi từ chính người Mỹ. Putin xin đừng để Biden khởi động thế chiến thứ ba. Những thông điệp này đã bày tỏ mong muốn hòa bình và lên án quyết định của chính quyền Biden cho phép Ukraine sử dụng ATACMS để tấn công Nga. Điều này phản ánh sự lo ngại rằng các hành động của Mỹ và Ukraine có thể vượt qua giới hạn đỏ của Nga, dẫn đến một phản ứng quân sự quyết liệt và đẩy thế giới lao vào xung đột toàn cầu. Rõ ràng, không phải toàn bộ người Mỹ ủng hộ việc tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine. Nhiều người tin rằng sự can thiệp quân sự không mang lại hòa bình mà chỉ kéo dài xung đột và làm tăng nguy cơ chiến tranh trực tiếp giữa Mỹ và Nga. Thông qua lời nhắn này, họ kêu gọi sự thận trọng từ phía ông Putin, dù ông là đối thủ chính trị của Mỹ, với hy vọng rằng đôi bên sẽ né tránh được một cuộc chiến tranh toàn cầu. Thay vì quy trách nhiệm hoàn toàn cho Nga, những thông điệp này ngầm ám chỉ rằng chính sách đối đầu của chính quyền Biden đang góp phần đẩy thế giới đến bờ vực chiến tranh. Đây là dấu hiệu của sự chia rẽ trong nội bộ nước Mỹ, với một bộ phận người dân không đồng tình với các quyết định leo thang căng thẳng của chính phủ, đồng thời phản ánh sự bất an ngày càng gia tăng về viễn cảnh xung đột hạt nhân. Câu hỏi đặt ra là tại sao chính quyền Biden lại trì hoãn quyết định cho phép Ukraine sử dụng các loại vũ khí tầm xa như là ATACMS cho đến gần cuối nhiệm kỳ? Ẩn sau nó là những tính toán chính trị thực sự khó lường. Tính toán của Biden trong nỗ lực cuối cùng để ngăn Trump nhậm chức. Có thể nói đây là lần đầu tiên chính quyền Biden chính thức bật đèn xanh cho Ukraine sử dụng vũ khí của mình để tấn công trực tiếp vào lãnh thổ Nga. Trước đó, Mỹ chỉ tập trung hỗ trợ các loại vũ khí phòng thủ hoặc có tầm bắn hạn chế để tránh leo thang xung đột. Tuyên bố này cho thấy sự thay đổi trong chính sách của Biden, chuyển từ hỗ trợ phòng thủ sang hỗ trợ tấn công nhằm tăng áp lực lên Nga. Với tuyên bố này, chính quyền Biden dường như đã sẵn sàng chấp nhận nguy cơ leo thang, bao gồm phản ứng quân sự mạnh mẽ hơn từ Nga. Điều này đánh dấu một bước ngoặt chiến lược quan trọng trong cách tiếp cận của Mỹ đối với cuộc xung đột. Mùa đông đang đến gần và các cuộc phản công của Ukraine vào năm 2023 đã không đạt được kết quả quyết định như là kỳ vọng. Việc cung cấp vũ khí tầm xa cho phép Ukraine tấn công các cơ sở hậu cần, cơ sở hạ tầng quân sự sâu trong lãnh thổ Nga sẽ tạo điều kiện cho các chiến dịch hiệu quả hơn trong mùa đông. Việc cho phép Ukraine tấn công lãnh thổ Nga giúp gây áp lực lên Moscow cả về quân sự và kinh tế, làm suy giảm năng lực duy trì cuộc chiến kéo dài của Nga. Tuyên bố này có thể được xem là một động thái để khẳng định Biden là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, quyết tâm bảo vệ các giá trị dân chủ và đối đầu với Nga. Điều này đặc biệt quan trọng khi Đảng Dân Chủ chắc chắn sẽ phải chuẩn bị tái tranh cử trong bối cảnh bị Donald Trump thách thức. Việc đưa ra quyết định gần cuối nhiệm kỳ giúp Biden hạn chế thời gian đối mặt với chỉ trích trong nước, đặc biệt là từ các nghị sĩ Cộng Hòa và nhóm cử tri cho rằng Mỹ đang chi tiêu quá nhiều cho Ukraine. Đặc biệt là nó sẽ đặt chính quyền Trump vào thế khó xử khi khó đảo ngược các cam kết và trách nhiệm của Mỹ. Tức là chính quyền Biden đâm lao thì chính quyền Trump phải theo lao. Nhưng chẳng phải việc theo lao này sẽ dẫn đến thế chiến thứ ba hay sao? Đúng vậy, một cuộc thế chiến có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi khía cạnh của đời sống quốc gia, bao gồm cả lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, để lễ nhậm chức bị hoãn hoặc là gián đoạn thì cần phải xảy ra các tình huống cực kỳ nghiêm trọng. Ví dụ như là chiến sự đang diễn ra trực tiếp trên lãnh thổ Mỹ. Nếu chiến tranh lan rộng đến lãnh thổ Mỹ và gây ra tình trạng khẩn cấp quốc gia, các sự kiện lớn, kể cả lễ nhậm chức có thể bị hoãn. Trong trường hợp quốc gia rơi vào hỗn loạn hoặc phải ban bố thiết quân luật, lễ nhậm chức có thể được điều chỉnh để đảm bảo an toàn. Nếu có một mối đe dọa cụ thể đối với an ninh của Tổng thống hoặc các lãnh đạo chính trị, lễ nhậm chức có thể được tổ chức dưới hình thức trực tuyến hoặc trong môi trường kín đáo. Tuy nhiên, Hiến pháp Mỹ và truyền thống chính trị luôn nhấn mạnh sự liên tục của chính phủ ngay cả trong thời kỳ khủng hoảng. Ngày nhậm chức 20 tháng 1 được quy định bởi tu chính án thứ 20 và nó không hề dễ dàng bị thay đổi, thưa quý vị. Nếu cần thiết thì lễ nhậm chức vẫn có thể diễn ra ở một địa điểm khác, thậm chí là trong một buổi lễ đơn giản để bảo đảm tính hợp hiến. Trên thực tế, đã có ví dụ tham chiếu trong lịch sử. Trong Thế chiến II, lễ nhậm chức của Franklin D. Roosevelt vào năm 1945 đã diễn ra đơn giản hơn để phù hợp với thời kỳ chiến tranh. Còn lễ tuyên thệ của Lyndon B. Johnson vào năm 1963 thì được thực hiện trên một chiếc máy bay sau vụ ám sát Tổng thống Kennedy. Nhìn chung, dù chiến tranh có thể tạo ra thách thức lớn, nước Mỹ vẫn có các cơ chế để bảo đảm lễ nhậm chức diễn ra theo cách phù hợp với tình hình. Nhưng chiêu này của chính quyền Đảng Dân Chủ lại đang đẩy Biden vào một thế nguy hiểm. Ông ấy khó có thể hạ cánh an toàn. Dự luật luận tội Biden và lời kêu gọi bãi nhiệm. Hôm 20 tháng 11, chuyên gia hàng đầu về vũ khí sinh học và luật quốc tế
tiến sĩ Francis Boyle đã soạn thảo dự luật luận tội ông Biden và kêu gọi người dân Mỹ sử dụng dự luật này để giúp ngăn chặn Thế chiến 3. Cụ thể, điều 1 có ghi: trong việc thực thi nhiệm vụ của Tổng thống Hoa Kỳ Joseph Robinette Biden Jr. đã vi phạm lời tuyên thệ theo hiến pháp là trung thành thực thi chức trách Tổng thống Hoa Kỳ và bằng mọi khả năng của mình bảo tồn, bảo vệ và đảm bảo hiến pháp Hoa Kỳ, đồng thời vi phạm nghĩa vụ hiến định là đảm bảo các luật được thực thi một cách trung thực. Ông đã tiến hành một chiến dịch bao gồm các hành động không trung lập, các hành vi thù địch và hành vi chiến tranh chống lại Liên bang Nga mà không có sự cho phép rõ ràng của Quốc hội Hoa Kỳ, vi phạm điều khoản quyền lực chiến tranh trong Hiến pháp Hoa Kỳ được quy định tại Điều 1, Mục 8 và vi phạm Nghị quyết quyền lực chiến tranh của Quốc hội năm 1973 được quy định tại Mục 50 Bộ luật Hoa Kỳ, USC, từ Điều 1541 đến 1548. Trong tất cả các hành vi này, Joseph Robinette Biden Jr. đã hành động trái với niềm tin cậy đặt vào ông với tư cách là Tổng thống, phá hoại chính quyền hiến pháp, gây thiệt hại nghiêm trọng cho sự nghiệp pháp luật và công lý, đồng thời gây tổn hại rõ rệt đến quyền lợi của nhân dân Hoa Kỳ. Điều 2 nêu rõ rằng, Quốc hội Hoa Kỳ chưa từng tuyên bố chiến tranh đối với Liên bang Nga, do đó về mặt hiến pháp và pháp lý, Hoa Kỳ vẫn đang trong trạng thái hòa bình với Liên bang Nga. Trong tất cả các hành vi này, Joseph Robinette Biden Jr. đã hành động trái với niềm tin cậy đặt vào ông với tư cách là Tổng thống, phá hoại chính quyền hiến pháp, gây thiệt hại nghiêm trọng đến sự nghiệp pháp luật và công lý, đồng thời gây tổn hại rõ rệt đến quyền lợi của nhân dân Hoa Kỳ. Và điều 3 thì khẳng định, cuối cùng, Tổng thống đương nhiệm Joseph Robinette Biden Jr. bị cáo buộc vi phạm Công ước The Hague năm 1907 về quyền và nghĩa vụ của các quyền lực và cá nhân trung lập trong trường hợp chiến tranh trên bộ 36 START 2310 và Công ước The Hague năm 1907 về quyền và nghĩa vụ của các quyền lực và cá nhân trung lập trong chiến tranh trên bộ 36 START 2415. Cả hai Công ước Hague này đều là các hiệp ước quốc tế mà Hoa Kỳ đã ký kết và phê chuẩn, trở thành một phần của luật tối cao của đất nước theo quy định tại Điều 6 của Hiến pháp Hoa Kỳ. Đồng thời, cả Liên bang Nga và Ukraine cũng là các bên đã ký kết hai công ước Hague về trung lập này. Dự luật luận tội của ông Francis Boyle khẳng định, vì vậy, với những hành vi nêu trên, Joseph Robinette Biden Jr. xứng đáng bị luận tội, đưa ra xét xử và bị bãi nhiệm khỏi cương vị Tổng thống. Ngoài ra, chính các thượng nghị sĩ và thành viên Hạ viện Đảng Cộng Hòa cũng đã kêu gọi bãi nhiệm Biden. Theo tu chính án thứ 25 của Hiến pháp Hoa Kỳ, nếu Tổng thống bị cho là không đủ khả năng thực hiện các nhiệm vụ của mình, Phó Tổng thống và đa số thành viên nội các có thể tuyên bố Tổng thống không đủ năng lực, dẫn đến việc chuyển giao quyền lực cho Phó Tổng thống. Tuy nhiên, nếu một Tổng thống gây ra hoặc có nguy cơ gây ra chiến tranh thế giới hạt nhân, điều này chắc chắn được coi là một trường hợp khẩn cấp và nghiêm trọng ở mức cao nhất. Trong tình huống như vậy, các cơ chế hiến pháp và pháp lý của Hoa Kỳ có thể được kích hoạt để xử lý tình huống khẩn cấp này. Đầu tiên là kích hoạt tu chính án thứ 25. Nếu Tổng thống bị coi là không đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ, bao gồm cả việc đưa ra quyết định gây nguy hiểm nghiêm trọng như phát động một cuộc tấn công hạt nhân không cần thiết, Phó Tổng thống và đa số nội các phải tuyên bố bằng văn bản lên Quốc hội, khẳng định rằng Tổng thống không thể thực hiện nhiệm vụ của mình. Quyền lực được chuyển giao ngay lập tức cho Phó Tổng thống với tư cách là quyền Tổng thống. Nếu như Tổng thống phản đối, thì Quốc hội sẽ quyết định cần 2/3 số phiếu ở cả Hạ viện và Thượng viện để phê chuẩn việc bãi nhiệm. Đây là phương án nhanh chóng nhất để ngăn chặn hành động nguy hiểm từ Tổng thống. Hai, đó là luận tội. Nếu Tổng thống bị cáo buộc là vi phạm hiến pháp, lạm quyền hoặc gây ra nguy cơ hủy diệt quốc gia như là phát động chiến tranh hạt nhân không chính đáng, Hạ viện sẽ cần thông qua các điều khoản luận tội bằng đa số phiếu. Thượng viện sẽ tiến hành phiên tòa và cần 2/3 số phiếu để bãi nhiệm Tổng thống. Quy trình luận tội có thể mất nhiều thời gian hơn là tu chính án thứ 25, nhưng vẫn là lựa chọn hợp pháp nếu tình huống không yêu cầu phản ứng ngay lập tức. Và ba, đó là can thiệp quân sự hoặc là sự can thiệp của các cơ quan tình báo. Trong trường hợp cực kỳ khẩn cấp và không có đủ thời gian để thực hiện quy trình hiến pháp, các cơ quan quân sự hoặc tình báo Hoa Kỳ có thể tạm dừng hoặc vô hiệu hóa lệnh của Tổng thống. Điều này không được quy định rõ ràng trong hiến pháp, nhưng nó có thể xảy ra trong các tình huống đe dọa sống còn. Ví dụ như là quân đội Mỹ sẽ không phải tuân lệnh nếu họ nhận thấy là lệnh phát động chiến tranh hạt nhân là không hợp pháp hoặc nguy hiểm đến mức không thể chấp nhận. Họ có thể từ chối thực hiện. Vâng, như vậy là chúng ta có thể thấy rằng ông Biden đã chơi một nước cờ liều lĩnh, không chỉ nhằm đặt Trump vào thế đâm lao phải theo lao, mà còn đẩy cả nước Mỹ vào ván bài sinh tử. Bằng cách bật đèn xanh cho Ukraine tấn công Nga bằng ATACMS, ông đã kích hoạt một phản ứng dây chuyền đầy nguy hiểm từ Moscow. Nhưng nước đi này không chỉ là đòn tấn công vào Nga, mà còn là cú đánh chính trị nhằm buộc Trump, nếu trở lại,
phải kế thừa một chính sách đối đầu không lối thoát. Tuy nhiên thì chính Biden và Đảng Dân Chủ có thể cũng đang tự chói mình vào ngọn lửa chiến tranh. Nga đã đáp trả bằng học thuyết hạt nhân mới, không chỉ đe dọa Ukraine mà còn gửi thông điệp cứng rắn đến Washington. Trong khi đó, sự lo ngại trong nội bộ nước Mỹ cũng ngày càng dâng cao. Đó là liệu ông Biden có đang đặt cược an ninh quốc gia và sinh mạng hàng triệu người chỉ để giành chiến thắng trong cuộc đối đầu chính trị? Một sai lầm nhỏ có thể biến ván bài chính trị này thành thảm họa toàn cầu. Và chúng ta hãy cùng chờ xem. Đến đây thì chương trình ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin phép tạm dừng. Xin mời quý vị để lại quan điểm cá nhân ở phần dưới. Lê Minh xin chào và hẹn gặp lại.